Apple sẽ từ chối bảo hành ngay lập tức nếu như camera của anh em gặp tình trạng lỗi như này. Thì đây là một con máy của chị khách mang qua bảo hành lỗi camera. Ban đầu thì chị không để ý, nhưng dùng một thời gian sau zoom lên, phát hiện camera xuất hiện rất nhiều chấm đen chết điểm ảnh như này. Máy này thì mua bên em được tầm 2 tháng thôi, tuy nhiên có thể là chị khách không để ý và quay lại những video dưới ánh sáng laser như này và dẫn đến camera đã bị lỗi. Đây sẽ là một trường hợp cụ thể để cảnh báo đến những anh em nào hay có thói quen đi bar, này, karaoke, sự kiện và hay quay lại video. Có thể là anh em chưa biết đến nhưng cũng đã có rất nhiều trường hợp như này xảy ra rồi, và đối với những lỗi này ấy, thì Apple sẽ từ chối bảo hành ngay lập tức. Và lỗi này ấy, thì thường xuất hiện từ dòng 12 Pro trở lên và tỷ lệ lỗi xuất hiện nhiều hơn từ dòng 13 Pro trở lên khi mà hệ thống camera đã có nhiều thay đổi. Và kể cả anh em có mua bản VN ấy, thì xảy ra tình trạng như này Apple vẫn sẽ từ chối bảo hành nhé. Và nếu anh em muốn thay thì chi phí bỏ ra cũng khá là đắt đỏ, như con 12 Pro này muốn thay cam zin thì cũng phải rơi vào tầm vài củ. Còn cỡ mà 13 Pro Max, 14 Pro Max hay là 15 Pro Max thì cam zin cũng phải rơi tầm 7-10 củ. Tuy nhiên trường hợp của chị khách là mua máy của Hoàng Kiên thì bên em vẫn sẽ thay bảo hành miễn phí một lần. Anh em lưu ý là đối với lỗi này thì em cũng sẽ chỉ bảo hành thay miễn phí đúng một lần thôi nhé, vì không phải thay xong là không bị nữa mà anh em tiếp tục đi quay những cái video dưới ánh sáng laser như này thì sẽ có nguy cơ bị lại rất là cao, và khi đấy thì em không thể tiếp tục bảo hành miễn phí cho anh em mãi được. Nên nếu anh em nào xem được video này hãy thật sự lưu ý, có đi chơi, đi bar, đi bóc karaoke hoặc là sự kiện đám cưới thôi thì cứ cất điện thoại đi để tránh trường hợp đáng buồn.